Theo cổng thông tin điện tử thành phố Bắc Ninh, Bắc Ninh, lực lượng công an thành phố Bắc Ninh và công an thị xã Quế Võ vừa phối hợp làm rõ và ra quyết định tạm giữ nhóm thanh niên có hành vi gây rối trật tự công cộng. Xét tính chất vụ việc, lãnh đạo công an thành phố Bắc Ninh chỉ đạo lực lượng chức năng khẩn trương điều tra, làm rõ, truy bắt những người liên quan. Qua điều tra, cơ quan công an phát hiện, triệu tập 5 người nghi vấn cùng nhiều tang vật. Tại cơ quan điều tra, nhóm thanh niên khai nhận tối ngày 23 tháng 10, sau khi rủ nhau lên thành phố Bắc Ninh chơi, các thanh niên này chạm mặt, mâu thuẫn với một nhóm người khác. Sau đó, cả nhóm này về thị xã Quế Võ để lấy một thanh kiếm, một gậy dài, hai két vỏ chai bia thủy tinh để tìm đối thủ. Khi chạm mặt lần nữa, hai nhóm thanh niên dùng mô tô đuổi nhau với tốc độ cao, lạng lách, náo loạn nhiều tuyến phố ở thành phố Bắc Ninh. Đến 1 giờ sáng ngày 24 tháng 10, khi đến đoạn trước cổng trụ sở công an thành phố Bắc Ninh, cơ sở 2, nhóm đua xe bị các chiến sĩ công an quát mắng. Do bực tức, nhóm này ném nhiều vỏ chai bia thủy tinh về phía lực lượng chức năng và trụ sở công an, đồng thời chửi bới, thách thức rồi bỏ về nhà. Hiện công an thành phố Bắc Ninh tiếp tục củng cố chứng cứ, mở rộng điều tra và xử lý nghiêm theo quy định.